hiện giữa tòa vàng, cứu trần thế truyền bát nhân thiền. Lòng bác ái nhân từ tươi sáng, cõi cõi dương trần đầy thơm, thoáng tâm hồn đôi chân bước dồn dù nhau bay. Đầy nhân ai yêu thương ơi, lời kinh giao đi nguyên đi tường, trốn đi trốn cửa thiền lời kinh giao đi nguyên đi tường, theo con đi nhà đường tính đứng chỉ kiên cường, ta nhớ phúc chung tu cho bốn mùa, cho bốn thu thiên giới vui cùng vua, hạ giới vang cảnh chùa bóng đa nông sòng sưng sãi tâm nga thương thầm nơi kinh giải thoát đi kiếp luân hồi, nhân quả không sai thấy điều khuyên ai tăng tu tu đứng đi nguyên đi thân nhân cảnh như xa muôn phần tươi sáng trong lần đời trần thế nhân gian Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên cho phép con gửi tới Chư Tôn Đức Tăng Ni lời vấn chào cung kính. Trân trọng gửi tới toàn thể quý đại biểu, quý Phật tử xa gần cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý Phật tử xa gần thân mến. Bình minh sáng muôn ngàn chim non hót, hoa lá xanh đầy nhựa sống tinh anh. Rằm tháng tư ngày thế giới an lành, chuông đánh thức chúng sanh đang mê ngủ. Cách đây 2646 năm, dưới cội cây vô ưu trong vườn Lâm Tỷ Ni ở phía đông thành Ca Tỳ La Vệ, cửa bắc Ấn Độ cổ, Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời với một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến với 20 năm sống trong cung vàng điện ngọc. Ngài nhận ra chân lý cuộc đời này là vô thường giả tạm. Ngài chỉ muốn
chỉ rõ cho chúng sinh biết tài sắc danh lợi chỉ là phù hoa phiến diện, nếu tham đắm mãi thì trôi lăn trong bể khổ sinh tử luân hồi. Ngài hóa thân để làm bước soi đường cho cuộc sống, dẫn thân trên con đường tìm cầu chân lý. Chính là Ngài đã chấp nhận sự hy sinh gian khổ, bỏ lại đằng sau địa vị giàu sang, cung vàng điện ngọc, nhung gấm lụa là. Ngài đã quyết tìm ra con đường giải thoát cho mình và cho cuộc sống, đưa chúng sinh từ mê đến ngộ, từ khổ đến vui, từ luân hồi trong ba cõi đến cảnh giới an vui, niết bàn tịch tĩnh. Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Dần, chúng con những người con Phật trong niềm hân hoan được trở về đây để tham dự đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 tại đạo tràng chùa Quang Sơn, thành phố Tam Điệp. Các ca sĩ, các nghệ sĩ với tấm lòng thành kính của mình mang những lời ca tiếng hát kính dâng lên Tam Bảo và cúng dường chư Phật. Cho phép con được trân trọng giới thiệu chương trình nghệ thuật như sau. Trăng tròn tháng tư, em đi chùa, động ca Việt Thắng. Mẹ Từ Bi, Hà Linh cùng tốp múa. Sen hồng hư không, Mạnh Cường cùng tốp múa. Hát chèo ngôi chùa quê hương, Mai Thảo, Mai Thắm. Tất Đạt Đa đản sinh, đồng ca Việt Thắng. Thành Tâm, Tính Phật, Doanh Nhân Sĩ Đạt. Việt Nam Phật Giáo biểu diễn toàn đội. Các đơn vị thực hiện: Trường Mầm Non Việt Thắng, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, cùng các ca sĩ. Cùng các ca sĩ và Phật tử Hà Linh, Mạnh Cường, Mai Thảo, Sĩ Đạt, Ngọc Tân. Chỉ đạo nội dung Đại Đức Thích Thành Phú. Chỉ đạo nghệ thuật Phật tử Phạm Thị Hiền. Đạo diễn Thanh Hải. Dẫn chương trình Hương Thảo, Phú Tuấn. Sau đây, chương trình văn hóa nghệ thuật kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 xin phép được bắt đầu. Thank you.
chùa tổng phương gia hộ cho đời em hạnh phúc nên ngon. Dậy đi thôi em đi đến chùa, không được chê bạn bè đang chờ. Đi đến chùa Phật thương gia hộ cho đời em hạnh phúc nên ngon.
trần gian. Phật ba quan âm thế nhân phổ độ hiện về pháp
một đạo quang, tìm về bến giác hồng. Đời người như mây khói, sắc sắc không không, đêm rông mịt mùng dưới mái tôn, nghe như kinh nguyện cầu, những lời nhiệm màu, những giọt đàn mưa rơi rơi. Đóa hoa sen hồng mà hư không ơi. Bàn tiền từng ngày đêm thao thức, Phật Bà Quan Âm Thế Nhân Phổ Đồ hiện về pháp đạo quang, tìm về bến giác hồng. Đời người như mây khói, sắc sắc không không, đêm rông mịt mùng dưới mái tôn, nghe như kinh nguyện cầu, những lời nhiệm màu, những giọt đàn mưa rơi rơi. Hãy nghe tiếng đàn mà mưa che ân tình mà hoa sen nở. Đời người như mây khói, tìm về bên giác hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Đời người như mây khói, tìm về bên giác hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Nay về quê hương
được bình an đi. Hãy
chốn trần gian. Mừng đàn xanh con cầu hòa bình thế giới. Hén điêu linh ta bà chính là làng bay. Con xin quy kính phần bậc thầy của nhân loại. Con xin quy ngưỡng phần bậc cứu độ muôn loài. Con xin quy ngưỡng phần bậc cứu độ muôn sinh hạ rồi hoa ưu đàm đã mờ mừng vui. Ôi Thích Ca Mâu Ni tỏa sáng khắp thế gian, nghe theo lời người sống an vui tâm hồn thánh thiện, hướng một lòng theo đức Phật từ bi. Chào đón hân hoan đức Phật qua bao nhiêu những lời chân thật, sống hiền hòa theo lời Phật dạy ta. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nơi trần thế dân hoa kính Phật, mang theo bao tấm lòng biết ơn, sống hiền hòa sống đức độ vị tha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sáng khắp thế gian vui tươi chào mừng, Đức Thế Tôn đã sinh hạ rồi, hoa ưu đàm đã mờ mừng vui. Ôi Thích Ca Mâu Ni tỏa sáng khắp thế gian, nghe theo lời người sống an vui tâm hồn thánh thiện, hướng một lòng theo đức Phật từ bi. Ta chào đón hân hoan đức Phật qua bao nhiêu những lời chân thật, sống hiền hòa theo lời Phật dạy ta. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nơi trần thế dân hoa kính Phật, mang theo bao tấm lòng biết ơn, sống hiền hòa sống đức độ vị tha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chân nhân công vì anh quan giữ những
nghệ thuật kính mừng đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566 dương lịch 2022 xin phép tạm thời được khép lại tại đây. Cho phép con được cảm tạ tới hồng ân của chư tôn đức, tri ân các công đức của các Phật tử với những tiết mục văn nghệ đặc sắc ngày hôm nay. Kính chúc chư tôn đức, tăng ni, pháp thể Khinh An, Bồ đề Tâm Tăng trưởng và luôn là bóng cây đại thụ tỏa bóng mát cho hàng Phật tử của chúng con nương nhờ. Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các Phật tử liên hữu xa gần, gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Ban tổ chức chúng con nhận thấy chư tôn đức tăng ni đã vân tập tham dự đại lễ, chư vị đại biểu khách quý, nhân dân tín đồ Phật tử đã hoan hỷ quang lâm. Mười phương chư Phật đã hiện tòa đạo tràng, hồn thiêng sông núi cũng đã quy tụ về đây. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia bị, cử quốc ca, đạo ca. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Đức Lợi khởi niệm. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư ca và đạo ca. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường khắp miền xa. Cờ in máu chiến thắng lòng hồ nước, sông ngoài xa trên không ngoài ca. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu,
các anh hùng liệt sĩ đã vì nước hy sinh, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ thành kính tưởng niệm Đức Đệ Tam Pháp Chủ Đại Não Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Phó Pháp Chủ Đại Não Hòa Thượng Thích Thanh Đàm Tân Viên Tịch, tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì đại dịch COVID-19, đề nghị toàn thể đạo tràng dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã trôi qua, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, quý vị quan khách, quý đạo hữu Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vườn Lâm Tỳ Ni nở hoa xanh tốt, khắp không gian tỏa ngát hương thơm. Trùng dương rực sáng mười phương, địa cầu chấn động Thế Tôn ra đời. Hoa sen nâng gót chân Ngài, hào quang tỏa sáng muôn loài an vui. 32 tướng tốt tuyệt vời, 80 vẻ đẹp ở đời mấy khi. Lòng từ thương xót chúng sinh, Thế Tôn thì hiện cứu đời trầm luân. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể đạo tràng. Một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng ngày Đấng giác ngộ toàn năng, toàn trí toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sinh và những gì bất công trong xã hội, đem lại sự hạnh phúc, an vui cho nhân loại. Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, ngày lịch sử trọng đại và thiêng liêng, để báo ân Phật Đức, đồng thời thực hiện lời di huấn tối hậu của Bậc Giác Ngộ, vì đại sự nhân duyên mà thị hiện, để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Vì vậy, giáo lý đạo Phật là một nền giáo lý thơm ngát hương hoa giác ngộ, là một nguồn suối vi diệu cho con người trở về tự tính thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng xã hội an vui và hạnh phúc. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, hòa chung tinh thần đại hoan hỷ của hàng triệu người con Phật trên khắp hành tinh, đón mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, những người con Phật xuất gia cũng như tại gia trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu, cùng với nhân dân cả nước đang hân hoan mừng chào đón đại lễ Phật đản. Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần, thực hiện thông bạch số 85 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội và công văn hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình và đồng sự các cấp chính quyền, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tam Điệp long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 Dương lịch 2022 tại chùa Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm hòa hợp, trên là ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới thì màu rực hoàng y rực rỡ đượm nhuần giải thoát của chư Tôn Đức, bên nư hương trầm quyện tỏa, gió từ bi rải khắp thiền môn. Trong niềm phấn khởi tin yêu, trong tinh thần hân hoan của đại lễ Phật đản, đáp lại lời mời của Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tam Điệp, chư Tôn Đức Tăng Ni, lãnh đạo giáo hội, quý vị quan khách và đồng bào Phật tử đã quang lâm đạo tràng để tham dự đại lễ, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính được đón tiếp và trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Tuệ Quang, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Chiến, Phó trưởng Ban Trị sự
Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Lợi, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nho Quan. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Sư, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo huyện Yên Mô. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Phú, Ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Điệp, trưởng ban tổ chức đại lễ hôm nay. Ngoài ra, chúng con còn được cung kính tiếp đón chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức tăng ni đại diện cho ban trị sự Phật giáo các huyện, thành phố, chư tôn đức tăng ni trụ trì các chốn từ viện trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Chúng con cung kính đồng giới thiệu. Về phía quan khách, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Kiên, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tỉnh, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Ninh Bình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn, phó trưởng ban sở nội vụ tỉnh Ninh Bình. Trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh Ninh Bình. Về phía thành phố Tam Điệp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Thành Đông, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Thành Tôn, phó bí thư thường trực thành ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Đình Chiến, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Thanh, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Điệp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Chí Đại, trưởng công an thành phố Tam Điệp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trương Văn Hiên, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quang Sơn. Ngoài ra, chúng tôi còn hân hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu, đại diện cho các sở, ban ngành của tỉnh Ninh Bình, các vị trong ban thường vụ thành ủy, hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các phòng ban đoàn thể, các đơn vị vũ trang thành phố Tam Điệp và lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, các xã phường trên địa bàn thành phố, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc các ban ngành xã Quang Sơn, chi bộ đảng, chính quyền các thôn, tổ dân phố trong và ngoài xã Quang Sơn. Đặc biệt, có sự hiện diện của các doanh nhân, giám đốc, các doanh nghiệp, các công ty, ban quản lý di tích đền Dâu Quán Cháo, cùng đông đảo Phật tử và bà con nhân dân trên địa bàn thành phố, các phóng viên, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình, trung tâm văn hóa và truyền thanh thành phố Tam Điệp, quý vị Phật tử trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã về tham dự và chúc mừng đại lễ. Một lần nữa, chúng con thành kính tiếp đón quý ngài, nhiệt liệt chào đón quý vị quan khách, quý vị Phật tử đã về tham dự đại lễ ngày hôm nay. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua nội dung chương trình đại lễ như sau. 1. Cung đón chư tôn đức tăng ni và quý vị quan khách, quý vị đạo hữu Phật tử quang lâm. 2. Niệm Phật cầu gia bị, cử quốc ca, đạo ca, phúc nhập từ bi quán. 3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. 4. Tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 5. Tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 6. Tặng hoa chúc mừng,
7. Phát biểu chào mừng của đại diện cơ quan chính quyền. 8. Giảng ý nghĩa tắm Phật. 9. Lời cảm tạ của ban tổ chức. 10. Nghi thức dâng hương tụng kinh chuyển pháp luân và lễ tắm Phật. 11. Hồi hướng và bế mạc đại lễ. Thay mặt ban tổ chức đại lễ, chúng con thành kính cung chúc chư tôn đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị quan khách, quý vị Phật tử và gia đình hạnh phúc, hoàn thành mọi tâm nguyện, chúc đại lễ thành công rực rỡ. Tiếp theo chương trình, kính mời các em thiếu niên Phật tử vào dâng hoa cúng dường đại lễ. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, lòng thành con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua. Một hồi chuông vừa gióng, tình cờ lòng con chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhiệm mầu soi thế gian. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, rồi lòng con thanh thoát trong pháp màu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng lòng trần, con mê mờ quá tình đời sâu đau rồi đến trong muôn loài. Lạy ngài cho con xin quy y sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng dâng đoá. Con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua. Một hồi chuông vừa gióng, tình cờ lòng con chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhiệm mầu soi thế gian. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, rồi lòng con thanh thoát trong pháp màu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng lòng trần, con mê mờ quá tình đời sâu đắm rơi đến trong muôn loài. Lạy ngài cho con xin quy y sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng dâng đoá hoa. Lạy ngài cho con xin quy y sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng dâng đoá hoa. Xin chân thành cảm ơn các em. Chúc các em có thật nhiều sức khỏe, học hành thật tinh tấn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đạo tràng, một mỗi bước chân đi sen nở rộ, hạnh của Ngài phổ độ chúng sinh. Từ khi vũ trụ hình thành, bóng Ngài che mát an lành thế gian. Nhân ngày lễ trọng đại này, Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi thông điệp chúc mừng đến toàn thể tăng ni, tín đồ Phật tử, đồng bào ở trong nước và ở nước ngoài. Giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Quang, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nên tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, tăng ni, kính thưa các vị đảng lãnh đạo chính quyền các cấp, kính thưa toàn thể đồng bào Phật tử thập phương xa gần, dưới sự cung thỉnh của ban tổ chức, tôi đọc bức thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin cung thỉnh đọc ạ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội đồng chứng minh thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật đản lại về, người con Phật khắp Nam Châu lại hân hoan chào đón ngày Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm sống theo lời dạy vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Đức Phật dạy, mọi sự vật hiện tượng đều do duyên sinh. Theo đó, con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng, tương lai của vũ trụ chúng ta đang sống. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn dạy, người nào không thành tựu thánh giới, thánh tuệ, thánh định, thánh giải thoát thì người đó tự rời khỏi pháp và luật của Đức Như Lai. Tu tập giới định tuệ là thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với chính mình, với tha nhân, với nhân sinh và với xã hội. Theo lời dạy của Đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động và hạnh phúc an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật, đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ bi hỷ xả để nuôi dưỡng tâm thân tâm. Đó là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác hận thù vô cảm trong xã hội. Đây cũng chính là tiền đề và là động lực
để mỗi người chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau 2 năm dịch bệnh Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng đi cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Kính mừng Đại lễ Phật đản thay mặt Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức tới chư tôn đức, tăng ni các cấp giáo hội và các cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công tác phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo. Kính chúc tất cả sống an lành trong giáo pháp của Như Lai. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đã ký Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức cùng toàn thể đạo tràng, chúng con xin thành kính tri ân công đức của Hòa Thượng. Kính chúc Hòa Thượng thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Chúng con nguyện sẽ tinh tấn tu học và thực hành theo lời dạy của Đức Quyền Pháp Chủ. Sen đã nở khắp mọi miền đất nước, hạ đã về trên khắp nẻo quê hương. Phượng nở hoa khoe sắc thắm non sông, mừng Phật đản năm châu đều tỏa sáng. Hành nguyện của Bồ Tát đã tròn đầy, khi cơ duyên đã đến, Ngài đã từ cung trời đâu xuất, giáng xuống phàm trần, nhập thai vào thanh mẫu ma gia. Rồi vào một buổi sáng an lành, ngày trăng tròn tháng tư, Hoàng hậu ma gia trên đường trở về cố hương để nâm bồn, bà đã ghé qua vườn Nâm Tỳ Ni ngoạn cảnh. Khi Hoàng hậu đưa cánh tay với cánh hoa đào, với cánh hoa vô ưu thì hạ sinh thái tử. Nhẹ nhẹ tay tiên líu lấy cành, nhiệm màu hương ngát tỏa hồn thanh. Trời rung đất chuyển, trăm điều nạ hớn hở chào mừng thái tử sinh. Sự đản sinh của Đức Từ Phụ đồng với ánh sáng tâm linh đầu tiên đã dội xuống cõi bờ tâm thức của chúng sinh, làm cho chúng sinh bừng thấy được chân tâm trở về bến giác. Để thực hiện được trọn vẹn ý nghĩa đó, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Phú, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Điệp, nên tuyên đọc diễn văn Phật đản. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, ban thường trực hội đồng trị sự, chư tôn đức hòa thượng thường tọa, ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức tăng ni,
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, đại diện cho các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành của tỉnh, của thành phố và các địa phương. Trong buổi lễ trang trọng kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 được diễn ra do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Điệp được vinh dự cung đón chư tôn đức giáo phẩm, các vị đại biểu khách quý và toàn thể các Phật tử và nhân dân, thay lời ban tổ chức xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, hạnh phúc, an lạc trong ánh sáng của chư Phật. Thay lời ban tổ chức xin trân trọng tuyên đọc diễn văn của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức Hòa Thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Ngược dòng thời gian cách đây 2646 năm, vào ngày trăng tròn tỏ rạng của tháng Vesak thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỷ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại, nay là đất nước Nepal. Đức Phật đản sinh đã trở thành một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Trải qua quá trình tu tập chứng nghiệm tâm linh, cũng vào thời khắc trăng tròn vê sắc tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, Ngài đã giác ngộ thành Phật. Trong công cuộc hoằng pháp và độ sinh, Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau, hòa hợp và phát triển thông qua giáo lý bát chính đạo, là bản thể của trung đạo và ba môn vô lậu học giới định tuệ, là con đường độc nhất đưa chúng sinh đến chứng quả Niết Bàn và thành Phật. Ngày nay, đại lễ Phật đản Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vì hòa bình của Liên Hiệp Quốc, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ Phật tử trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, thì Phật đản là thời gian để Liên Hiệp Quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, về lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, phụng sự con người và chúng sinh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khẳng định rằng giáo lý của Đức Phật là thông điệp vượt thời gian về sự đoàn kết và phụng sự tha nhân ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhân ngày Phật đản Vesak, chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì người khác trên tinh thần từ bi và hòa hợp, cũng như đổi mới cam kết của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới hòa bình. Kính thưa quý vị, mỗi độ sen về nở rộ khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng là thời gian Tăng Ni và Phật tử Việt Nam lại hân hoan cùng với Phật giáo đồ trên thế giới đón mừng ngày khánh đàn của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm Phật lịch 2566, Phật đản năm nay đã trở về trong niềm vui chung của nhân dân cả nước trước tình hình đại dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, kinh tế xã hội đang trên đà hồi phục, phát triển nhanh và bền vững, đời sống văn hóa, tâm linh mang lại sự phấn khởi, tươi vui cho tất cả mọi người. Như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp khắp nơi hoằng truyền, vui thay tăng chúng đoàn viên, vui thay bốn chúng kết duyên tu hành. Kính mừng Phật đản năm nay cũng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027. Tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra tổ chức vào tháng 11 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Để mọi Phật sự được thành tựu, mỗi Tăng Ni cần khắc ghi và thực hành lời Phật dạy về giáo lý tứ nhiếp pháp,
Bố thí là hằng tâm thanh tịnh nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19. Ái ngữ là dùng lời từ hòa hướng dẫn mọi người an trú vào pháp thiện. Lợi hành là làm lợi ích cho mọi người và xã hội. Đồng sự là hòa hợp dấn thân phục vụ để khuyến hóa mọi người phát tâm tu tập theo thiện pháp, hướng đến nhất thiết chí thành Phật. Đây chính là con đường dẫn đến sự thành công của mọi công tác Phật sự. Đó cũng chính là con đường để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong giáo hội, đồng thời là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công của đại hội trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Trong điểm hoan hỷ vô biên, kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý cư sĩ và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đản an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự lợi đạo ích đời. Trên tinh thần xương minh của đạo pháp, phục sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày đại lễ Phật đản Vê Sắc năm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Xin hết diễn văn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân đại đức, kính chúc đại đức Tuệ Đăng Viễn Chiếu Phật Sự Viên Thành. Kính thưa toàn thể đạo tràng, nắng vàng như dải mây trôi, hân hoan Phật tử khắp nơi đón chào. Hương sen thơm ngát thanh cao, như nâng gót Phật rước vào nơi đây. Phật đài thanh tịnh đón ngài, trang nghiêm thành kính muôn người kính dâng. Về tham dự đại lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con nhận thấy có những lãng hoa tươi thắm của chư tôn đức ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, lãng hoa của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quý vị Phật tử. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Sự đại diện cho chư tôn đức tám thành phố huyện thị lên chúc mừng. Chúng con cung thỉnh Đại đức Thích Thanh Phú trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Tam Điệp lên nhận hoa. Tiếp theo xin mời nắng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do ông Lê Văn Kiên, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, xin trân trọng kính mời ông.
dựng xuất trường có lăng hoa tươi đắng kính mừng đại lễ trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng mời ông Trương Văn Nguyên, đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy mặt trận tổ quốc xã Quang Sơn lên trao tặng lãng hoa. Xin trân trọng mời ông. Xin trân trọng kính mời Phật tử Trịnh Thiên Dung, đại diện cho lớp giáo lý Phật giáo Phật tử thành phố Tam Hiệp lên trao tặng lãng hoa. Xin trân trọng kính mời Phật tử. Về tham dự đại lễ Phật đản ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con nhận được các lãng hoa của các sở, ban ngành và các doanh nghiệp, các từ viện, đạo tràng trong tỉnh, thành phố chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng cảm ơn và đón nhận những lãng hoa, phần quà tươi thắm thể hiện tình cảm cao quý và tinh thần đoàn kết. Ban tổ chức xin chân thành đón nhận và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý liệt vị. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về cho hết khổ đau năm châu, gần lại chúng sinh đạo màu. Hôm nay hòa vui không khí chào mừng mùa đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca, Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Giáo thành phố Tam Điệp hưởng ứng chương trình Ngôi Nhà Đại Đoàn Kết Nương Giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Xin trân trọng kính mời ông. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam trong từ nay. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin kính mời ông Lương Tiến Dũng, đại diện ban chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Tam Điệp nên nhận bảng tự trưng. Xin trân trọng kính mời ông. Nói tâm hương ngài thì cả giải thoát chúng sinh, chúng ta dọc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình bao mối duyên lành tràn ngàn hộp tan đau đớn, chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm. Xin trân trọng cảm ơn. Với chương trình đầu năm khuyến học, cuối năm khuyến tài, hôm nay Quỹ Thiện Tâm Minh Thức Ninh Bình Chùa Quang Sơn nhận được sự ủng hộ của đại diện công ty đầu tư Trường Giang. Kính mời bà Phạm Thị Yên, đại diện công ty lên trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 em học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ và 10 em học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Thì Nhậm có thành tích xuất sắc trong học tập. Vì lý do hôm nay các em thi, ban tổ chức xin kính mời cô Đoàn Thị Kim Dung và cô Trương Thị An, hiệu trưởng hai nhà trường nên thay mặt các em nhận quà. Trân trọng kính mời bà và hai cô đã nhận thay cho các em học sinh. A Di Đà Phật.
xin cảm niệm tri ân công đức của đại đức và Phật tử. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời 5 em trường tiểu học xã Quang Sơn, 5 em trường trung học cơ sở xã Quang Sơn, 5 em trường tiểu học Nam Sơn và 5 em trường trung học cơ sở Quang Sơn đều là các em có thành tích trong học tập nên nhận phần thưởng. Xen người già người ngát hương muôn phương tâm hòa tiến lên vì đạo thiên nào cùng vui trong ánh đao vàng rạng ngời bốn phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói tấm gương ngài Thích Ca dài bao mối duyên lành tràn lan hơn to Phật giáo Việt Nam. Kính thưa toàn thể đạo tràng, cũng trong chương trình này, ban tổ chức đại lễ Phật đản năm nay trao một suất quà cho em Hồ Tuấn Minh, lớp 3 trường tiểu học Trần Phú. Em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học bổng năm học 2021-2022 trị giá 4.500.000 đồng. Xin trân trọng kính mời Phật tử Phạm Thí Yên lên trao tặng và kính mời em Hồ Tuấn Minh hoặc gia đình đại diện cho em lên nhận học bổng. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn bà và gia đình của em. Tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể đạo tràng cùng hướng lên sân khấu thưởng thức bài hát Phật là ánh từ quang do ca sĩ Phật tử Duy Mẫn trình bày. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng. Nhạc phẩm đầu tiên con xin được kính gửi tới toàn thể quý vị với tựa đề Phật là ánh từ quang. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đuốc xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ khăn Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời đắm trong miền luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luân nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể sầu là ánh từ quang
soi lối con chưa về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ khăn. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối cho con khói trầm hơn, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể sầu, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Hôm nay hòa trong niềm chung vui người người chào đón ngày Đức Từ Phụ đản sinh, trong đó có sự hiện diện của các vị lãnh đạo chính quyền các cấp. Vào giờ này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Vũ Đình Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Điệp nên phát biểu chúc mừng đại lễ. Xin kính mời ông. Kính thưa Thượng tọa Thích Thuệ Quang, Thích Thanh Chiến, Thích Đức Lợi, đồng phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, các ni sư, đại đức, tăng ni. Kính thưa đồng chí Bùi Thành Đông, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Lê Văn Kiên, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể tín đồ, Phật tử và nhân dân. Hôm nay tôi rất vui mừng về dự lễ Phật đản Phật lịch 2566 Dương lịch 2022 do Ban trị sự Phật giáo thành phố Tam Điệp tổ chức. Trong không khí trang nghiêm trọng thị này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các vị chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ, Phật tử và nhân dân đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình, đạo vị. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa quý vị chư tôn đức giáo phẩm, thưa toàn thể tín đồ, Phật tử và nhân dân. Đại lễ Phật đản, lễ tam hợp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất đối với mỗi tăng ni, Phật tử và tất cả những người con Phật trên trái đất này. Đại lễ chào mừng ba sự kiện quan trọng của Đức Phật cũng như Phật giáo thế giới: Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Đại lễ Phật đản là dịp khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật và sự đóng góp của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại. Cũng là dịp mà những người Phật tử dành thời gian để cầu nguyện, tưởng niệm, suy ngẫm các giá trị về trí tuệ, sự can đảm và lòng từ bi. Với ý nghĩa đó, Đại lễ Phật đản đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới và được tổ chức hàng năm
nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tư tưởng hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, nhân văn của Phật, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì hòa bình của đất nước và nhân loại. Với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Ban trị sự Phật giáo thành phố Tam Điệp đã quan tâm củng cố tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất, hoằng dương chính pháp, thực hiện có hiệu quả các phong trào xây dựng chùa tinh tiến về an ninh trật tự, hướng dẫn tăng ni, vận động tín đồ Phật tử sống giáo lý Phật giáo, chấp hành luật nhà nước, pháp luật nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Đặc biệt, trong những năm qua, phát huy truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc, Ban trị sự Phật giáo thành phố luôn sát cánh, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong nhiều nội dung công tác, trong đó công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, công tác khuyến học, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cấp phát động. Qua đó góp phần cùng cả nước của tỉnh đẩy lùi kiểm soát dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế bền vững trong điều kiện mới. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi trân trọng cảm ơn, ghi nhận và biểu dương chúc mừng những kết quả hoạt động của Ban trị sự Phật giáo thành phố trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tinh tiến, tu hành Phật Pháp, phục vụ chúng sinh, lãnh đạo thành phố và các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tin tưởng rằng các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, tín đồ Phật tử và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống hộ quốc an dân, gắn bó đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, tăng cường đoàn kết hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm giáo hội, tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo làm đời, làm phương tiện để tu hành đạt giác ngộ, khẳng định những giá trị ưu việt của Phật giáo, tôn giáo hòa bình. Một lần nữa, thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, quý vị chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử và nhân dân thành phố lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc quý vị một mùa Phật đản đại hoan hỷ, thân tâm thường an lạc, vô lượng cát tường, không ngừng tinh tiến, thành tựu viên mãn trong mọi công việc Phật sự và thế sự. Xin được trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu tốt đẹp của ông, cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho ông và quý phái đoàn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành mọi công việc mà Đảng và nhân dân đã giao phó, đưa thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, đóng góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. Xin trân trọng cảm ơn ông. Trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, ban tổ chức đang hướng về mười phương chư Phật và lắng lòng muốn nghe những lời chúc mừng đại lễ cũng như nói về ý nghĩa của việc tắm Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Đức Lợi, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương nên nói về ý nghĩa Phật đản và tắm Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức thập phương hiện tiền thanh tịnh chúng. Kính thưa ông Bùi Thành Đông, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Điệp. Kính thưa chư vị đại biểu khách quý, đại diện cho các cơ quan ban ngành tỉnh Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và địa phương,
Thưa toàn thể đồng bào Phật tử thập phương xa gần, thưa sự chỉ giáo của Thường trực và Đại mệnh Hòa thượng Thích Thanh Kim, Hòa thượng Thích Thanh Chiến đồng tham dự đại lễ hôm nay, xin nhất tâm cầu nguyện ánh từ quang của Đức Phật mùa đản sinh minh huân gia hộ cho chư tôn thiền đức tăng ni có nhiều năng lượng để tinh tiến tu hành và làm tròn sứ mạng là người đệ tử của Ngài. Cầu chúc quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, trí tuệ để lãnh đạo thành phố phát triển kinh tế văn hóa giàu mạnh, vững về an ninh chính trị quốc phòng. Chúc các Phật tử hưởng trọn mùa Phật đản trong ánh từ quang của Ngài. Chúc đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Điệp tổ chức được thành công viên mãn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đồng bào Phật tử và nhân dân xa gần. Hôm nay đúng ngày tháng trăng tròn Vê Sắc, chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Điệp long trọng tổ chức đại lễ Phật đản theo thông lệ hàng năm. Cũng như thông bạch hướng dẫn tổ chức Phật đản năm 2022 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là đại lễ cấp huyện, thành phố tổ chức thứ bảy và chiều nay Phật giáo huyện Nho Quan là kết thúc huyện thứ 8 của Phật đản tỉnh Ninh Bình. Xong, hôm nay trong đại lễ này, chúng ta hãy dành chút thời gian lắng lòng thanh tịnh chiêm nghiệm lại những lời vàng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy ròng rã suốt 49 năm ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Kính thưa quý liệt vị, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật sau khi thành Phật tu hành khổ hạnh 49 ngày đêm, Ngài đã trở lại khu rừng mà đã hứa hẹn với 5 người bạn, đó là 5 anh em Kiều Trần Như, để giảng dạy 5 chân lý. 4 chân lý đầu tiên đó là khổ, tập, diệt đạo. Sau khi chính Đức Phật và 5 anh em Kiều Trần Như tu tập không tìm thấy chân lý và Ngài đã đi tìm chân lý mới và hứa hẹn với nhau sau khi ai tìm thấy đạo trước trở về độ cho nhau. Sau khi được Đức Phật thuyết tứ diệu đế về quá trình khổ tập diệt đạo để thành bậc chính đẳng chính giác, 5 anh em ông Kiều Trần Như đã giác ngộ và trở thành 5 người đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Giáo lý của Ngài trải qua hơn 25 năm thế kỷ và giáo lý Phật Đà đã được truyền vào đất nước Việt Nam chúng ta 21 thế kỷ qua. Dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, thời gian và địa điểm ra sao, thì giáo lý Phật Đà luôn luôn bền vững trong lòng dân tộc. Tăng ni và Phật tử chúng ta luôn luôn thực hiện giáo lý từ bi hỷ xả của Ngài trên con đường phụng sự nhân sinh, phụng sự dân tộc. Chúng ta biết rằng vào thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 13 là thời kỳ nhà Đinh, Lê, Lý Trần và Tiền Lê, là thời kỳ vàng son của Phật giáo Việt Nam, có sự hộ quốc an dân của chư tôn đức tăng ni và sự tạo điều kiện của các bậc vua chúa tiên đế lúc bấy giờ. Giáo lý Phật Đà trên nền tảng từ bi và trí tuệ như những dòng suối ngọt ngào tỏa mát hương trong nhân gian, cũng như những trận mưa lớn
dù là cây cao, cây to hoặc là những cây nhỏ ở dưới tàng cây cũng đều thấm được những giọt mưa ấy. Với tinh thần từ bi hỷ xả của Đức Phật là nền tảng giáo lý mà nhân dân ta, dân tộc ta từ xưa cho đến nay chúng ta luôn luôn đón nhận, nhuần nhuyễn vào trong nhân gian, để rồi có một đạo Phật Việt Nam phát triển như ngày hôm nay. Kính thưa quý niệt vị, ngày Phật Đản đã đi vào trong nông lịch của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta xưa kia có câu: nếu mùa Phật Đản không mưa, chị em đánh rửa cày bừa để đi buôn. Nếu mùa Phật Đản có mưa, chị em chuẩn bị cày bừa đi làm ăn. Thời bao cấp, ngày Phật Đản nhân dân ta công nhân viên chức được nghỉ một ngày. Và ngày Phật Đản có mưa như thông lệ, chúng ta thấy hôm nay khi chúng ta đón nhận bức thông điệp và diễn văn Phật Đản của Trung ương Giáo hội thì trời có mưa. Đây là một cái sự mầu nhiệm linh thiêng của ngày Phật Đản. Và đây là tiết trời của ngàn năm xưa. Núa chiêm phấp phới đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm mở cờ mà nên. Nếu như núa chiêm xuân mà không có sấm, trời không mưa thì đồng đồng không trổ bông. Năm đó hạn hán mất mùa thì chị em phải cất cày bừa để mà đi buôn nơi khác làm ăn. Như vậy tín hiệu mừng đối với nhân dân ta. Đồng bằng châu thổ sông Hồng, chúng ta làm lúa nước nên cần vào thủy lợi đồi đồng, cần vào cái khí tiết của trời đất. Đó là gì? Mưa thuận, gió hòa. Và khi đạo Phật vào Việt Nam thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không phải một bậc giác ngộ là Đức Phật nữa. Trên cái vùng Luy Lâu của Thuận Thành Bắc Ninh có những ngôi chùa mà thờ thần Pháp Vân, đấy tức là Phật Pháp Vân, thờ Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, Phật Pháp Điện. Đó là bốn vị Phật là mây, mưa, sấm, chớp, tức là nông dân ta làm ăn phụ thuộc vào cái yếu tố của trời đất. Và chính vì lẽ đó, có lẽ là mảnh đất Việt Nam từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, địa linh sinh nhân kiệt, mảnh đất rất là linh thiêng, nên là tạo nên cho Phật giáo của chúng ta có một cái vị thế hết sức quan trọng trong lòng nhân dân, trong lòng dân tộc. Như vậy, hôm nay các Phật tử chúng ta trở về đây tham dự đại lễ Phật Đản, chúng ta hãy ôn cố tri tân, nhớ lại những lời Phật dạy để chúng ta sống làm sao cho hạnh phúc, cho an lạc. Tinh thần thông điệp của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dạy chúng ta đối với nội lực, đó là người Phật tử xuất gia và người Phật tử tại gia, chúng ta phải sống trên tinh thần lục hòa cộng trụ. Tinh thần hòa hợp này là tạo nên một Phật giáo Việt Nam, Phật giáo thế giới. Có hòa hợp, có đoàn kết thì sẽ phát triển vững bền. Bác Hồ đã nói, đoàn kết, đại đoàn kết. Có đoàn kết thì sẽ dẫn đến thành công. Với tinh thần từ bi hỷ xả của Đức Phật là nền tảng đạo đức cho Phật giáo của chúng ta vững tiến trên con đường phát triển Phật giáo trên mảnh đất Việt Nam yêu quý. Có được một cái đại lễ sau hai mùa dịch bệnh, ngày hôm qua chúng ta chứng kiến lễ phát động diễu hành xe hoa để quảng bá hình ảnh sơ sinh, hình ảnh Đức Từ Bi cứu thế ra đời, để cho nhân dân ta chiêm bái cái hình ảnh đôn hậu của Thái tử Tất Đạt Đa, rồi sau này xuất gia tu hành thành Phật với hơn 200 xe ô tô băng rôn biểu ngữ phát động tại trung tâm nhà văn hóa thành phố Tam Điệp. Có sự giúp đỡ tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và lực lượng chiến sĩ an ninh trật tự, cuộc diễu hành của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp.
đem lại nhiều ấn tượng cho tăng ni và Phật tử. Đây là đơn vị thứ hai diễu hành xe hoa sau huyện Yên Mô. Còn các huyện thì chỉ có tổ chức là rước kiệu xung quanh nơi bản tự địa phương rất là ngắn. Việc làm như vậy, chúng ta phải nói rằng đó là ơn trời Phật, trời che, đất chở. Người Phật tử của chúng ta thể hiện tấm lòng tri ân của người Phật tử đối với trời đất. Chúng ta hãy thực hiện lời Phật dạy, hãy bảo vệ môi trường trong sáng, không chặt cây phá rừng, không xả những cái chất ô nhiễm ra môi trường, không nuôi lợn hai chuồng, không rau hai luống. Người ăn như thế nào mình ăn như vậy, gia đình mình ăn như thế nào thì trồng rau bán ra ngoài như vậy. Đó là tinh thần của người Phật tử mà thể hiện đối với trời đất. Và thể hiện đối với trời đất, chúng ta nghe theo cái lời hiệu triệu của Chủ tịch nước, trồng mấy vạn cây xanh hàng năm. Vì vậy mỗi một Phật tử chúng ta vào dịp mùa xuân, ta người trồng cây phúc người chơi, ta trồng cây đức để đời trăm năm. Ơn thứ hai là ơn quốc gia xã tắc. Chúng ta được sống trong thời bình, được ngồi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, là chúng ta, đất nước ta, dân tộc ta, các bậc tiền nhân của chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu triệu triệu chiến sĩ đã ra chiến trường, hy sinh cái thân mạng mình để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Có những người là chồng, là con của các Phật tử đang ngồi đây, ra đi mãi mãi không trở về với quê hương đất tổ. Có những người chúng ta đón được hài cốt về với quê hương đất tổ. Có những người trở về mất một phần xương thịt, trở thành thương bệnh binh. Nỗi đau đấy nó còn hằn sâu vào trong trái tim của người dân Việt Nam, nên nỗi khát vọng hòa bình của chúng ta ngày nay càng phải nâng cao. Mỗi khi mùa Phật đản trở về, chúng ta hãy nghe lời Phật dạy, tu theo lời Phật dạy. Chúng ta phải yêu chuộng hòa bình, giữ năm điều đạo đức của Phật, không kích động chiến tranh, không gây bạo động, bằng tấm lòng của người con Phật. Chúng ta đền ơn công đức tổ tiên, công đức của các quốc gia xã tắc, các vị lãnh đạo. Chúng ta không kết bè, kết phái, không nghe sự xúi dục của những kẻ vong ân bội nghĩa để chống đối lại đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chúng ta tinh tiến tu tập và đền đáp công ơn Tổ quốc bằng cách Tổ quốc cần thì có chúng ta. Nơi nào mà có Phật tử nhiều, nơi nào có Phật tử tu tập tinh tiến thì nơi đó các phong trào an sinh xã hội phải đứng đầu. Phải nói rằng trong những nhiều nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Thanh Kim, nguyên là trưởng ban, nay là chứng minh ban trị sự, thì phong trào an sinh xã hội của Phật giáo Tam Điệp rất là lớn. Có những thời kỳ Đại Đức Thích Thanh Phú, tân trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Tam Điệp, báo cáo Phật giáo tỉnh, tức là trao quà từ thiện tới hàng tỷ đồng. Phật giáo tỉnh bất ngờ và giật mình luôn, và phải hỏi lại Đại Đức: Đại Đức báo cáo con số cụ thể xem như thế nào. Thì khi báo cáo con số chuẩn chỉ, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, sự vào cuộc chung tay của thập phương Phật tử, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm rất là mừng, rất là mừng. Đó là tinh thần báo ơn Tổ quốc mà chúng ta bằng việc làm cụ thể đấy. Cũng như hôm nay chúng ta thể hiện cái tinh thần báo ơn, đền ơn các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền đã tạo cho chúng ta có một không gian tổ chức Phật đản như thế này. Chúng ta đã trao rất là nhiều cái suất học bổng, xây nhà đại đoàn kết, đấy, thể hiện tấm lòng yêu thương của người Phật tử đối với những người chưa bằng chúng ta.
toàn thể hội chúng chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay để cảm ơn ông Nguyễn Thành Đông, bí thư thành phố, nguyên là bí thư của huyện Yên Mô. Cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và sự vào cuộc kịp thời tham mưu của mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết đã tạo điều kiện cho thành phố Tam Điệp có một cuộc rước diễu hành xe hoa biểu dương lực lượng Phật tử, đem ánh sáng từ quang của Đức Phật đến với toàn thể nhân dân thành phố Tam Điệp và nói riêng cũng như là tỉnh Ninh Bình nói chung. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Ơn thứ ba đó là ơn cha mẹ sinh thành và thầy dạy chữ. Ơn thứ tư là ơn bằng hữu. Bốn ơn này người Phật tử chúng ta luôn luôn mang nặng trong đầu. Mỗi mùa Phật đản trở về, chúng ta hãy tự soi rọi lại mình. Chúng ta đã làm được bao nhiêu điều lợi cho đạo, ích cho đời. Gia đình của chúng ta đi quy Phật góp ích gì cho gia đình chúng ta theo lời Phật dạy, tự giác, giác tha. Theo lời Khổng Tử dạy là chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hy vọng mùa Phật đản năm nay do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Điệp tổ chức sẽ là tiền đề, sẽ là điểm nhấn cho Phật đản sang năm và mãi mãi sau này. Hy vọng mùa Phật đản năm nay sẽ lưu lại trong tâm khảm, trong trái tim của những người tham dự. Xin hướng về mười phương chư Phật, hướng về vườn Lâm Tỷ Ly, nơi đản sinh Đức Phật tại Lê Ban, Ấn Độ, trở lại lời chúc ban đầu. Cầu chúc vạn sự an lành đến với tất cả mọi người chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân công đức của Thượng Tọa. Nguyện cầu hồng ân tam bảo minh huân gia hộ cho Thượng Tọa phúc trí nhị nghiêm, hoàn thành mọi công tác Phật sự, đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng. Trần gian vui sướng vô ngần, có bậc chính giác giáng trần hôm nay. Hoa đàm đợi sẵn bao ngày, giờ lành đã đến tỏ bày hương thơm. Nhân thiên các cõi vui mừng, nhạc trời trỗi dậy tưng bừng hân hoan. Bầu trời đầy ánh hào quang, rồng phun nước tắm hoa tràn ngát hương. Đón chào một đấng Pháp Vương, ra đời vì một tình thương vô bờ. Vào giờ phút này là phần nghi lễ thiêng liêng và quan trọng nhất. Đó là nghi lễ dâng hương, tụng kinh chuyển pháp luân và lễ tắm Phật. Giờ phút thiêng liêng, khoảnh khắc được lấy nước chiên đàn tắm lên kim thân của Đức Từ Phụ. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân, cùng hướng lên lễ đài thành kính dâng hương cúng dường Đức Từ Phụ và làm lễ mộc dục. Trước khi dâng hương cúng dường, ban trị sự Phật giáo tỉnh có nặng hoa chúc mừng chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thanh Chiến, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng, xin cung thỉnh. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Đức Lợi khởi niệm. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thế trọn đời giữ đạo theo tư tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh
cầu phần tử gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố trí tu học vững bình, xa bề khổ sông mê trong quay về bờ giang. Nam mô Hương Cúng Giang Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Giang Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Giang Bồ Tát Ma Tát. Chư Phật để cầu nguyện Đức Phật phóng ngọc hào quang gia hộ cho quốc gia Việt Nam được phú cường, nhân dân tỉnh Ninh Bình và thành phố Tam Điệp được ấm no và hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội, dân giàu, nước mạnh, đạo pháp của chúng ta được trường tồn, vĩnh cửu. Pháp vương vô thường, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, trao lành chung bốn loài. Quý tròn một niệm, rút sạch nghiệp ba kỳ. Xứng dương cùng tan thán, ức kiếp không cùng tần. Phật chúng sinh tình thường vàng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lời đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trương bảo tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp thường ở khắp mười phương. Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi được nghe rằng một thời Thế Tôn trú ở vườn lai gần Bảo La Lợi, Tỳ khiêu đến dạy thế này: có hai thái cực người tu nên tránh. Một là khoái lạc say đắm ngũ dục, hai là khổ hành. Hai con đường này đưa đến hậu quả hủy hoại thân tâm. Con đường Như Lai đã tìm ra được, đem đến trí tuệ giải thoát an vui. Có tám chi phần: nhận thức chân chính, tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, chiến càn chân chính, chú ý chân chính, định tâm chân chính, chính chúng đạo lầy Như Lai đã đi đạt được trí tuệ. Thì khiêu giác đạo là gì? Chính là con đường đối diện khổ đau mà nhận thức được nguyên nhân sinh khổ. Vì muốn thoát khổ tìm ra nguyên nhân diệt trừ khổ đau, do vậy nhận thức là điểm khởi đầu phát khởi tư duy âm bồng trí tuệ, soi sang tất cả ngôn từ hành động, sinh kế chuyên cần đều hợp chính đạo, dùng cho hành
cha xa linh đàng buộc giải thoát an vui này các tỳ khưu có bốn sự thật người tu bài thấy sự thật về khổ nguyên nhân sinh khổ sự thật nên khổ con đường thoát khổ bốn sự thật ấy mầu nhiệm vô cùng gọi tứ diệu đế này các tỳ khưu sự thật thứ nhân là hiện tượng khổ sinh ra bệnh chết buồn trần ghen tức lo lắng sợ hãi thất vọng khổ não chia cách người thân chung đúng kẻ ghen tham lam bám víu nam hoàn là khổ sơ thận thứ hai nguyên nhân sinh khổ vì tâm mê muội không thấy không biết bản chân thân tâm cội nguồn giờ sống nên bị ngọn lửa tham đam dần đờn ghen tức sầu lão lo lắng sợ hãi thất vọng buồn chán đốt cháy hành ngã thứ ba chính là niên ban chấm dứt khổ đau nhờ có tuệ giác thấy do biết do sự thật bản thân và về cuộc đời đau đạo tan miên phát di nghĩ là sự là thứ tư con đường thoát khổ gồm tam chi phận nhu loại đa dày nhớ nghĩ thực hành trong mọi thời gian và bốn sự thật cần phải thấu hiểu siêng năng thực hành sẽ sớm đạt được niết bàn giải thoát thế tôn duyên giảng bài pháp đầu tiên giữ thật nhiệm màu nam vị thì khéo nghe vẫn dạy xong tâm trí bừng sáng nên được hương vì giải thoát an lạc quan hệ tiếp nhận kính cẩn vâng giữ nối truyền xứng tụng kinh truyền pháp vân đề từ hôm nay gặp ngày khánh đàn bồn dạ vui mừng cuối đạo đỉnh lễ thờ phương tam đế điều ngự như lai cùng thánh hiền tăng chúng con cùng phàm giới chúng sinh bởi thiếu nhân lành tham sân trăm ngã quên ăn đường về tình ái si mê tổ trong lúc nào trăm dây phiền não nghiệp bao không cùng đây nhờ Phật tổ năng nhân dù lòng lẫn mẫn không lỡ sinh linh tiêu vô năng kiếp luân hồi đêm dài tâm tối đùa tuệ giảng soi nguyện cứu muôn loài phạm dùng phương tiện xa bảo thì tinh chúng thổ sinh đánh ba gia bọng ưng điềm lành vua thịnh và phúc sinh con tạo 32 tương tốt vừa 19 tuổi xuân long cực toàn chỉ xuân trần qua mạnh ngày vàng quyết tranh tìm lối xuất ra sau năm khổ hành thương ra bảy thất nghiêm tinh thiền tòa chứng thành đạo quả hàng gục ma binh ba coi dày tiếng hoan nghênh muôn phật thầy nhờ ơn thế độ chúng con nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cô học đòi đường tính quang minh vui xin phật tổ giám thành chúng con cùng pháp giới chúng sinh trong thành đạo quả nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô văn tổ sư lợi bồ tát nam mô văn tổ sư lợi bồ tát nam mô văn tổ sư lợi bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế
thượng Phật. Nam mô đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát. Con về nương thưa Phật, thầy khắp cả trời người đấng chí bi toàn vẹn. Con về nương thưa Pháp là giáo lý cao cả, chuyện bê thoát khổ. Con về nương thưa Tăng, chúng xuất gia thanh tịnh, sáu căn thường vắng lặng. Con lời tâm gọi Đức Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, ngũ trợ chúng sinh đều rửa sạch, không còn sinh tử ở trần ai. An mâu ni tam mâu ni sa bà ha. An mâu ni tam mâu ni sa bà ha. An mâu ni tam mâu ni sa bà ha. Dốc lòng kính lễ dưới cây vô yêu thì hiền đã sinh bàn sư thế. Chư tôn đức và trân trọng kính mời chư vị đại biểu khách quý tiến lên lễ đài để cử hành nghi lễ tắm Phật. Đi xa không lời từ giá, dù bao năm dài phóng sương nắng mưa, dù sâu miệt mài thành tâm tiến tu, và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Thánh Giác, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Thế Giác, chúng ta kết đoàn tiến lên. Phát tâm từ bi đi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời.